Tối 16 rạng sáng 17 tháng 6, theo giờ Việt Nam, Đan Mạch có trận đấu mở màn Euro 2024 gặp đối thủ Slovenia thuộc khuôn khổ bảng C. Với phong độ cao cùng việc sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, không khó để Đan Mạch kiểm soát thế trận ngay ở những phút đầu tiên. Sau những nỗ lực ép sân, những chú lính chì đã đạt được mục đích khi có bàn thắng mở tỷ số. Phút 17, Eriksen tung ra cú dứt điểm một chạm đầy uy lực. Bóng ni tầm thấp và găm vào góc xa khung thành Slovenia, khiến thủ môn Jan Oblak bó tay. Trong khi đó, dù bị dẫn bàn nhưng Slovenia không thể gây được sức ép lên phần sân của đối thủ. Đoàn quân của huấn luyện viên Matas cách chơi cô phụ trong suốt hiệp đấu thứ nhất. Sau giờ nghỉ, Slovenia bất ngờ dâng cao đội hình và thi đấu thanh thoát hơn rất nhiều. Họ liên tiếp gây sức ép lên cầu môn của Kasper Schmeichel. Mặt khác, Đan Mạch thi đấu có phần trùng xuống và để đối thủ có nhiều thời gian kiểm soát bóng. Thế trận chặt chẽ được duy trì đến phút 77 khi Slovenia có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1. Erik Jansen tung ra cú dứt điểm sấm sét từ ngoài vòng cấm địa, bóng đập vào người một hậu vệ bên phía Đan Mạch đổi hướng bay vào lưới. Thời gian còn lại chứng kiến hai đội thi đấu giằng co. Đờ ti Đan Mạch dù cố gắng gây sức ép nhưng không đủ để khoan thủng vành lưới của Slovenia. Chung cuộc, Đan Mạch chia điểm đầy tiếc nuối trước Slovenia với tỷ số 1-1 sau 90 phút. Kết quả này rõ ràng gây thất vọng đối với những chú lính chì.